Trên máy Hòa Phát giới thiệu cách lắp đặt chi tiết cho máy phun sơn. Mẫu máy chạy bằng dung, đầu phun inox. Đây là công đoạn lắp bộ súng vào với lại bộ dây. Tiếp theo lắp bếp ạ. Chúng ta lắp cả cái hạt cúc nó chuẩn mọi người nhé. Hạt cúc đi kèm với bếp không thôi. Sau đó là vặn vào súng. Đây là lắp đồng hồ ạ. Đây là máy phun sơn Zikito HD999, đầu phun inox mọi người nhé. Chúng ta lắp thì chúng ta dùng thêm cái dụng cụ có lên mỏ lết để chúng ta vặn thì làm sao cho nó chặt. Zikito ạ. Dây của máy. Máy này thì chúng ta có thể phun sơn nước, sơn dầu, sơn epoxy, sơn chống thấm, sơn sắt. Máy có khả năng phun hai vòi thì chúng ta có thể lắp thêm một bộ vòi phun nhé. Đi theo máy là đầy đủ phụ kiện rồi. Chúng ta có thể lắp thêm một bộ vòi phun nếu mà chúng ta có nhu cầu chúng ta mua thêm. Trước khi xả e thì chúng ta mồn nước mọi người nhé. Ở bên trong đấy thì có một viên bi, chúng ta lấy một cái vật gì đấy nhọn xong là chọc bi và đổ nước vào để mùi nước. Sau đó thì lắp dây hút ạ, dây hút và dây xả e. Chúng ta phải mùi nước mọi người nhé, nếu mà không mùi nước nó sẽ không xả được e đâu ạ. Đây ạ, lắp dây hút và dây. Phun xong thì chúng ta lại vặn e để xả hết ra ngoài và vệ sinh máy bằng nước sạch. Phun hết sơn ở trong máy ra thì đến lúc nước trong thì là máy sạch mọi người nhé. Bây giờ thì bên em lại tháo ra
để đóng gói và gửi đi cho khách. Ngày hôm nay thì máy phun sơn này được gửi vào trong Quảng Nam. Chúng ta theo dõi chi tiết để chúng ta lắp đặt cho chuẩn chỉnh mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo của bên em ạ. Xin chào mọi người ạ.